Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review về đường trung trực của đoạn thẳng. Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy. Đây là đường trung trực của A, B. Suy ra D vuông góc với A, B tại trung điểm Y. Điểm M nằm trên đường trung trực của A, B suy ra M, A bằng M, B. MA bằng MB suy ra điểm M nằm trên đường trung trực của A, B. Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm, điểm này cách điều ba đỉnh của tam giác,